Vâng, xin kính chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì lẻ mấy bộ micro đây. Cao Hiền xin được xả thanh lý cho tất cả các bác chơi gia đình và đi làm show, làm sự kiện. Đầu tiên, em Hiền xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác trong một năm qua đã luôn luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng với thương hiệu Cao Hiền Audio. Và xin được chúc cho tất cả các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình bình an, hạnh phúc, may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống các bác ơi. Và lúc này thì em Hiền cũng xin được giới thiệu đến tất cả các bác một cái dòng micro và dòng BBS với một cái thương hiệu đến từ đất nước Đức các bác ạ. Và dòng này của nó là dòng đầu size nhỏ các bác nhá. Size nhỏ nó là một cái dòng đầu tượng trưng cho cái đầu chuyên nghiệp. Đấy, và tất cả những cái dòng micro ở bên trên thị trường hiện nay thì các dòng đầu nhỏ thì bao giờ cũng là những cái dòng đầu thu, ví dụ như Sennheiser, Shure, một số cái dòng micro khác nó thuộc phân khúc là dòng mic đắt tiền. Và hai cái đầu nhỏ này khi các bác đút vào trong tủ máy thì nó sẽ được 4 tay mic đó. Và bây giờ với cái cơ chế 4.0 rồi thì người ta đi làm người ta chỉ có một cái tay xách nhẹ như thế này thôi, một con đẩy, một con vang và hai bộ micro thì người ta có thể giải quyết được nguyên một xô được một chậu rồi đó. Và em Hiền cũng rất mong tất cả anh em đang xem video, ai là người chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Cao Hiền, like video và bật chuông thông báo lên để theo dõi những video mới nhất. Và các bác cố gắng đừng tua qua nhé. Các bác xem cho thật kỹ trước khi chốt đơn. Và bộ mic này có điểm gì hay, điểm này có ok hay không thì các bác cho em xin một cái lời bình luận ở bên dưới. Và chất lượng hay không là đó là do sự quyết định của tất cả các bác nữa, chứ không riêng gì Cao Hiền, đúng không? Và bây giờ thì em Hiền sẽ giới thiệu cho các bác dòng micro BBS với thương hiệu là GS886. Thì dòng này nó là một trong những dòng micro được đánh giá là dòng mic đắt tiền và chuyên nghiệp. Nếu mà các bác mua ở bên ngoài thị trường thì với dòng sản phẩm này sẽ có giá tầm khoảng từ 2,4 triệu, 2,5 triệu cho đến 3 triệu. Đấy, nhưng mà với Cao Hiền ngày hôm nay thì em chỉ bán cho các bác với giá bằng 2/3 thị trường thôi. Đấy, rất là rẻ. Rất mong tất cả các bác ai xem mà thấy hay thì nên tặng cho em Hiền một like các bác nhá. Rồi, và có thể chúng ta nhìn thấy đây chính là cái phần cụm setup của bộ micro. Đây là nút nguồn các bác nhá. Đây là cái nút setup bên trái, đây là nút setup bên phải, đây là nút setup ở bên trái và đây là cái nút chuyển chương trình kênh. Thì các bác nhớ là ấn vào cái nút này nó sẽ nhảy đi kênh khác, là nó sẽ không bắt sóng nữa này. Như này là tối giản là các bác không ấn vào cái nút này, mà khi mà trong cái quá trình các bác đi làm show, làm sự kiện á mà các bác muốn chuyển sang một cái chương trình khác, chương trình kênh sóng sạch thì các bác có thể ấn vào đây này. Đấy, ấn vào đây. Ấn vào đây nó sẽ chuyển hoàn toàn sang những cái chương trình kênh sóng sạch này. Module của nó đang là số 16 này. Đấy, chuyển sang module số 15 này. Thì nó sẽ sang một cái kênh sóng sạch khác. Sau đó các bác chỉ cần set ở trên tai mic, các bác đưa vào là ok. Đấy, và trên này thì nó có cả chế độ chỉnh độ nhạy, chỉnh decibel. Đây cho các bác xem này. Đấy, đây trên này là cái chế độ chỉnh độ nhạy này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đâu. Đấy, ví dụ như con này của nó thì có 4 chương trình cài đặt độ nhạy khác nhau. Thì khi nào mà các bác để cái số này nhỏ thì độ nhạy nó cao hơn, khi nào các bác để số này lớn lên thì độ nhạy nó sẽ giảm xuống. Thì đây cũng là một cái góc độ rất là thông minh của BBS, một cái thương hiệu đến từ đất nước Đức mà nó sẽ không làm cho tất cả các bác thất vọng, đúng không? Đấy, và sơ bộ qua là như vậy thôi. Còn một chiếc đầu thu thì em cũng cho các bác xem qua này. Đấy, ở bên ngoài thì nó làm bằng hộp composite. Đấy, cầm rất là gọn gàng và nhẹ nhàng. Ở khu vực phía sau đây thì nó có jack canon này, có jack 6 ly này và hai anten roi. Đấy, nguồn điện của nó đây. Và ở bên phía dưới thì nó có một cái tem của BBS đây. Và nếu như mà các bác về, các bác đi làm show, làm sự kiện, các bác muốn ghép hai cái đầu mic này thì nó sẽ có những con ốc bắt để liệt kê hai cái đầu thu này, nó ráp vào nhau rất là ok, đúng không? Mặt mũi đẹp. Còn tay chân thì cho các bác xem qua đây nhá. Anh em có thể nhìn thấy tay chân này, anh em thợ cũng đã dọn dẹp rồi, tút tát lại rồi. Em cũng nói thẳng quan điểm luôn, tay mic này của nó là mic BBS. Và BBS thì cái nước sơn của nó thì rất dễ bị chảy xước. Đấy, mà tất cả những cái bộ micro này thì khi về là thợ của em cũng đã dọn dẹp rồi, kể cả từ lưới dọ đấy, cho đến tay mic đấy, thợ nó dọn dẹp rất là đẹp, rất là sạch sẽ rồi. Đấy, và trong quá trình sử dụng thì chúng ta ưu tiên cho cái chất lượng, nhưng mà cái hình thức của nó cũng phải sạch sẽ, đẹp. Chứ nếu mà xấu quá thì nói thật các bác là cũng chẳng ai dám cầm lên để mà hát. Đây, vẫn còn nguyên số phòng B30 các bác nhá. Dòng này của nó tháo phòng hát ra, nhưng mà sóng con này có thể ổn định cho các bác tầm khoảng
từ 30 cho đến 70, 80m, thậm chí là cả 100m là chuyện bình thường để cho anh em đi làm show, làm sự kiện hoặc là các bác hát gia đình cũng được. Và con này nó chạy cái côn neo, dòng neo bạc 2 cấp các bác nhá. Tiếng tăm dòng này nó tiếng rất là thoát, nhẹ và nó bay tiếng. Đấy, và nó giúp cho tất cả các bác là những người mà fan của BBS ấy, chúng ta hát cảm thấy là nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn, đúng không? Đấy, tay mic đây cho các bác xem. Rồi, và bây giờ thì lại đến cái phần nội thất của nó đây. Nội thất của dòng BBS này thì anh em không cần phải bàn cãi rồi, bởi vì ruột gan của nó làm cực kỳ là cơ cấu. Đấy. À, trước đây thì các bác cũng đã biết là BBS nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, và sau đó thì cũng đã được Trung Quốc mua lại cái bản quyền này và cái nhà máy cũng như là cái thương hiệu này. Đấy, bây giờ là toàn bộ là cái quyền thương mại, quyền sở hữu về trí tuệ, quyền sở hữu về bản quyền đã được chuyển giao hết cho Trung Quốc, và nhà máy hiện tại bây giờ đang đặt ở Trung Quốc. Chính vì vậy mà các bác có thể nói rằng là đây là BBS của Trung Quốc cũng được và BBS của Đức cũng được. Nhưng mà nói đến BBS thì gần như là một cái người dân âm thanh chơi kiểu nghiệp dư nhất, người ta cũng biết đến cái thương hiệu BBS này các bác nhá. Bởi vì với những cái dòng sản phẩm BBS đầu nhỏ mà với cái mã 886 này thì gần như là cũng rất là ít có tại thị trường Việt Nam. Đấy, chất lượng âm thanh hay, giá thành hợp lý. Bây giờ thì em test tiếng nhá, test tiếng thì cho các bác cảm nhận cái chất âm của BBS nhá. 67122667. Alo, 12267891012. Các bác nghe thấy tiếng có rõ không ạ? Đối với dòng côn neo thì nó ưu tiên về cái dải chép, dải trung. Đấy, và dải bát của nó thì cũng rất là ok. Đấy, tiếng rất là bay, và lên những dàn lớn thì chúng ta cảm nhận thấy là chất lượng âm thanh khá là đạt. 67122. Đấy, hiện tại bây giờ thì em đang để cái chế độ hỗ trợ hú tít là cái cấp độ số 2 thôi. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nó cũng rất là ok. Rất ít hú tít các bác nhá. Đấy, và với bộ micro này thì em cũng nói luôn là chất lượng. Đấy, và cái giá thành nó sẽ là một cái điểm để các bác lưu ý. Đấy, và không dài dòng và không mất thời gian của các bác nữa. Với bộ micro này, đấy, đầu sơ đâm mới chỉ có duy nhất đấy là tầm khoảng 7 bộ thôi. Đấy, hàng về từ trong Tết nhưng mà thợ của em là đã dọn dẹp xong và cũng đã kiểm tra ok rồi. Đấy, để cho tất cả anh em với mức giá là 1.950.000 đồng. Đấy, 1.950.000 đồng, bao ship toàn quốc. Đấy, hình thức sạch sẽ, ruột gan là rất là ok, nét đẹp. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy không, chất lượng âm thanh hay. Và em cũng nói luôn là với bản này thì nó là cái dòng mic tay của nó là tay GS các bác nhá, tức là nó sẽ tự ngắt sau 3 giây. Nó hỗ trợ hú tít cho tất cả các bác cũng rất là ok. Tự ngắt sau 3 giây và dòng này nó rất là tiết kiệm pin các bác ạ. Đây là một cái dòng điểm thế mạnh của BBS đây. Đấy, khi các bác đặt xuống như này thì nó sẽ tự ngắt sau 3 giây nhá. Đấy, và khi các bác cầm lên thì nó sẽ tự động nó ngắt đóng tiếng lại. Đấy, rất là ok. Rồi, và bây giờ thì em Hiền cũng xin phép báo giá để cho các bác nghe lại nhá. 1.950.000 đồng, bảo hành 3 tháng, bao ship toàn quốc. Đấy, hỗ trợ cho anh em trọn đời. Trong quá trình sử dụng có bất cứ một vấn đề gì thì em Hiền cũng sẽ hỗ trợ cho anh em ok. Đó, và bây giờ thì em Hiền cũng xin phép dừng video tại đây. Chúc cho tất cả các bác một ngày mới luôn luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin chào tất cả các bác nhé.